Trong ngày 8 tháng 8 đã xảy ra 5 trận động đất ở huyện Con Plong, Con Tum, có trận 4,2 độ khiến người dân Quảng Nam, Đà Nẵng cảm nhận được rung lắc. Theo thông báo, tin động đất của Viện Vật lý Địa cầu trong ngày 8 tháng 8 đã xảy ra 5 trận động đất ở huyện Con Plong, Con Tum, có độ lớn từ 2,5 tới 4,2. Đặc biệt, trận thứ tư xảy ra lúc 22 giờ 30 cùng ngày, có độ lớn 4,2, xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.849 độ Vĩ Bắc, 108.266 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Con Pơ Lông, Con Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Trận động đất độ lớn 4,2 lúc 22 giờ 30 đêm, mùng 8 tháng 8, khiến người dân ở Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng cảm nhận được sự rung lắc. Nhiều người viết dòng trạng thái trên Facebook cho biết cảm nhận được động đất, sự rung lắc xảy ra ở các địa phương này. Theo thông báo tin động đất của Viện Vật lý Địa cầu, những ngày đầu tháng 8 ở huyện Con Plong lại liên tục xảy ra nhiều trận động đất. Cụ thể ngày mùng 5 tháng 8 có 4 trận, ngày mùng 3 tháng 8 là 6 trận, ngày mùng 2 tháng 8 có 3 trận, ngày mùng 1 tháng 8 là 5 trận. Trận lớn nhất xảy ra ở địa phương trên có độ lớn 5 độ, xảy ra ngày 28 tháng 7 khiến nhiều địa phương ở miền Trung, Tây Nguyên rung lắc mạnh. Ông Nguyễn Xuân Anh, viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết, thông thường sau các trận động đất lớn sẽ có những trận động đất có cường độ nhỏ hơn kèm theo và quy luật này lặp lại khi con tum có những trận động đất mạnh trên 4 độ. Ví dụ như trận động đất mạnh 5 độ xảy ra ngày 28 tháng 7, sau đó đã xảy ra một loạt trận động đất nhỏ kèm theo liên tiếp trong vòng vài ngày và sau đó sẽ giảm dần. Sau đó tích tụ một thời gian, thời kỳ yên tĩnh lại xảy ra những trận động đất liên tiếp như vậy. Do vậy, dự báo thời gian tới, động đất ở Con Tum sẽ tiếp tục xảy ra, nhưng khó có khả năng lớn hơn 5,5 độ. Như đã đưa tin, theo Viện Vật Lý Địa cầu, từ đầu năm 2024 đến ngày 2 tháng 8, cả nước ghi nhận 222 trận động đất nhỏ, khoảng 98% xảy ra tại huyện Con Plông, Con Tum. Riêng tháng 7 đã xảy ra 83 trận, trong đó có 82 trận xảy ra tại địa phương trên. Khoảng 11 giờ 35 phút ngày 28 tháng 7, huyện Con Plông, tỉnh Con Tum đã ghi nhận trận động đất thứ tư liên tiếp trong ngày, trong đó mạnh nhất là 5,0 độ. Trận động đất này được ghi nhận là mạnh nhất ở tỉnh Con Tum. Trước đó, trận động đất mạnh từng ghi nhận ở huyện Con Plong là 4,7 độ. Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa cầu thông báo, trận động đất 5,0 độ xảy ra tại vị trí thuộc khu vực huyện Con Plong, tỉnh Con Tum. Căn cứ theo hình ảnh vùng tâm chấn động đất có thể thuộc xã Đắc Tăng, tiếp giáp với Ngọc Tem, huyện Con Plong. Ông Nguyễn Hồng Thực, thôn Vi Nghèo, xã Đắc Tăng, huyện Con Plong nhớ lại Khoảng 11 giờ 35 phút, gia đình ông đang chuẩn bị ăn cơm thì cảm nhận rung lắc lớn. Ông thực nói con của tôi ngồi bên thấy rung lắc nên đã khóc òa tôi cũng sợ nên đã bế con ra ngoài. Đến khi rung lắc xong được vài phút, tôi mới vào nhà để kiểm tra. Rất may, nhà chỉ rung lắc, tài sản không bị ảnh hưởng gì. Theo người đàn ông, nhiều năm nay tại địa phương mỗi ngày thường có 1 đến 3 trận động đất gây rung lắc nhẹ, một số trận trên 4 độ sẽ gây rung lắc mạnh và trong lòng đất cũng phát ra tiếng nổ lớn. Ban đầu người dân cũng hoang mang nhưng thấy không ảnh hưởng gì nên quen dần. Ông Thực cho hay trận động đất hôm nay được xem là rung lắc mạnh nhất mà người dân chúng tôi cảm nhận được. Tôi mong chính quyền địa phương sớm tìm ra nguyên nhân giải pháp để bà con yên tâm trước những trận động đất xảy ra liên tục như vậy. Ông Nguyễn Văn Bay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Tăng cho biết, ngay sau khi trận động đất 5,0 xảy ra, lãnh đạo địa phương đã đi khắp các làng để kiểm tra ảnh hưởng thiệt hại. Theo ghi nhận ban đầu, người dân đều có chung cảm giác là hoảng hốt lo lắng. Ông Bay nói thời điểm xảy ra rung lắc mạnh, người dân trên địa bàn xã sợ sập nhà nên đã chạy ra khỏi nhà. Đến nay xã chưa ghi nhận trường hợp bị ảnh hưởng về người và tài sản. Cũng theo ông Bay, do thời gian qua tại huyện Con Plông liên tục ghi nhận động đất mỗi ngày nên chính quyền đã phối hợp với nhiều cơ quan hướng dẫn kỹ năng cho người dân ứng phó với động đất thiên tai. Ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Con Plong thông tin, các xã ở vùng Tâm Chấn vừa báo cáo về chưa ghi nhận thiệt hại sau ảnh hưởng của các trận động đất xảy ra vào ngày 28 tháng 7. Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo cho Ban phòng chống thiên tai trực tiếp phối hợp với các xã nắm bắt tình hình thiệt hại của bà con để kịp thời báo cáo tỉnh và sớm có phương hướng hỗ trợ, theo ông Hà. Theo ghi nhận, tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, tiếp giáp với huyện Con Plong, tỉnh Con Tôm, đã có những ảnh hưởng sau trận động đất 5 độ. Người dân huyện Sơn Tây đều cảm nhận rõ nhà cửa vật dụng rung lắc mạnh. Anh Nguyễn Hòa chia sẻ, nhiều năm qua, huyện Sơn Tây chịu ảnh hưởng hàng chục đợt dư chấn do động đất tại tỉnh Con Tôm. Tuy nhiên, dư chấn của trận động đất lúc 11 giờ 35 phút là lớn nhất từ trước đến nay. Anh Hòa nói, nhà cửa rung lên bần bật, vật dụng trong nhà thì bị rung lắc mạnh, chưa có lần nào bị ảnh hưởng dư chấn mạnh như lần này. Như đã thông tin, sáng ngày 28 tháng 7, tại huyện Con Plong liên tiếp xảy ra 4 trận động đất, trong đó trận động đất có độ lớn 5,0 đã gây ra rung lắc mạnh cho các tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên. Liên quan đến vụ một cột nước kèm khí phun cao cả chục mét, sau trận động đất mạnh tại Con Tum ngày 31 tháng 7, ông R. Ma Heng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Iakali, huyện Chư Prong, Gia Lai cho biết, cột nước xuất hiện tại miệng giếng khoan của gia đình ông Đàm Xuân Hòa, làng Can Lã, xã Yacli. Ông Hòa cho biết, nơi xảy ra hiện tượng lạ là giếng khoan cũ của gia đình, không có nước. Trước đây, giếng này được ông Hòa khoan để tìm nước tưới cho rẫy sầu riêng bên cạnh, nhưng khoan tới 170 mét không thấy nước nên dừng. Sau trận động đất 5 độ tại Con Tum ngày 28 tháng 7, ông Hòa phát hiện miệng giếng có tiếng phun hơi, nghe rất lạ. Đến trưa 30 tháng 7, ông lấy giàn khoan tiếp tục khoan sâu thêm khoảng 15 mét, thì xuất hiện khí phun lên kèm nước. Theo người này, ban đầu dòng khí phun lên có mùi như mùi đất đen, nhưng sau thời gian đến giờ, dòng khí phun lên không còn mùi gì nữa. Do giếng nước đang phun khí và nước rất mạnh nên gia đình để nguyên hiện trạng, không bịt được miệng giếng. Theo ghi nhận, dòng khí từ miệng giếng phun lên rất mạnh, nghe rõ âm thanh khí phun. Dòng nước mang theo được khí phun tơi thành dạng xương. Gia đình ông Hòa thử lấy nước vào lắng phạt trà thì thấy bình thường, không có mùi vị khác. Trước hiện tượng lạ, lãnh đạo xã Iakali đã báo cáo vụ việc đến các cơ quan chức năng. Hiện tại, để đảm bảo an toàn, chính quyền xã đã căng dây cảnh báo nguy hiểm để người dân không đến gần. Sau những ngày động đất liên tiếp, cuộc sống của người dân trong các buôn làng tại Con Plong, tỉnh Con Tum đã trở lại nhịp thường ngày, nhưng ai cũng nơm nớp lo. Dù những sinh hoạt thường nhật đã trở lại, nhưng trong tâm tưởng bà con nơi này, nỗi lo động đất vẫn thường trực. Sợ động đất, bỏ nhà xây bê tông sang ở nhà gỗ. Chiều 30 tháng 7, dọc con đường đất gập ghềnh dẫn vào xã Đắc Tăng, huyện Con Pờ Lông, từng tốp công nhân vẫn cần mẫn cùng máy móc thực hiện công việc sửa đường như mấy tháng qua. Tại khu tái định cư đầu xã, sau những lo lắng, nháo nhào mấy ngày qua vì động đất, cuộc sống dần trở lại quỹ đạo vốn có mấy chục nóc nhà, tường xây của đồng bào sơ đăng nằm không xa đập thủy điện Thượng Con Tum là nơi tái định cư dự án thủy điện từ năm 2014. Hơn chục năm sống nơi này, chứng kiến hàng trăm trận động đất, bà con vẫn ám ảnh nhất với trận động đất 5 độ trưa 28 tháng 7. Sau trận này, gia đình chị Y Diên, 39 tuổi, bỏ hẳn căn nhà xây, chuyển sang sống trong căn nhà bếp dựng bằng vách gỗ bên cạnh y diên bảo hôm xảy ra động đất mấy miếng gạch trên nóc rơi lợt đợt làm cả nhà khiếp sợ từ hôm đó hai vợ chồng và ba đứa con mang chăn màn qua gian bếp gỗ bên cạnh ăn ngủ không dám lên lại nhà chính y diên tâm sự sợ lắm may mà lúc đó các con mình đã đi học còn vợ chồng đi lên rẫy nếu ở nhà khi ấy có khi bị gạch rơi vỡ đầu cũng nên nỗi lo lắng chưa dứt không xa nhà Y Diên, gia đình chị Y Dơ, 36 tuổi, cũng chưa hết bàng hoàng khi động đất dung chuyển cả khu vực. Sau trận động đất, căn nhà của Y Dơ bị nứt mấy đường dài trên tường. Y Dơ nói, lúc động đất tôi tìm đường thoát ra khỏi nhà, chạy tới ôm hai đứa con đang chơi ngoài sân, cũng may động đất chưa tới mức sập nhà cửa. Nhưng bây giờ cả nhà sợ lắm, nếu chẳng may động đất mạnh hơn, sập nhà thì biết phải làm sao cách đập thủy điện chừng 500 m là tòa nhà của trạm quản lý bảo vệ rừng Đắc Côi 2. Dù công trình mới xây dựng kiên cố, nhưng sau trận động đất trưa 28 tháng 7, nhiều mảng tường ở đây đã bị nứt toạc nhiều đường lớn kéo dài cả mét. Những cán bộ bảo vệ rừng nơi này đang hết sức lo lắng, không biết công trình có đủ sức chống chịu với những trận động đất sắp tới hay không. Anh Đinh Hồng Khoản, 31 tuổi, cán bộ trạm, nói nói dại lỡ động đất mạnh xảy ra đêm hôm không biết đường nào mà chạy. Bây giờ tường nứt toát cả rồi, có khi chỉ cần động đất nhỏ là nhà sập xuống mất.